cầu hôn bạn gái thất bại, thanh niên nằm lăn ra đất ăn vạ như đứa trẻ. Đã có rất nhiều màn cầu hôn bất ngờ khiến bạn gái vỡ òa trong hạnh phúc. Trong đoạn clip dưới đây cũng là cầu hôn bất ngờ, nhưng sau nó lạ lắm. Nghe thầy phán hôm nay ngày lành tháng tốt, chàng trai chuẩn bị hai túi quà bạc triệu cùng với một bó hoa hồng to vật vã để cầu hôn bạn gái ngay trên vỉa hè, tay cầm bó hoa và liên tục nhảy múa uốn éo, quay cuồng trước mặt nàng. Sau một hồi chắc anh chàng chóng mặt quá thì mới dừng lại và tiến lại quỳ gối trước mặt cô gái, rồi nói đồng ý làm vợ anh nha. Anh hứa sẽ trưởng thành và chịu khó làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, đáp lại sự chân thành sốt sắng của chàng trai thì cô gái lại chọn cách im lặng, đợi mãi không thấy cô gái gật đầu. Chàng trai nói tiếp, nếu em không đồng ý, anh sẽ nằm ra đường, khi nào em đồng ý mới thôi. Nói xong, chàng trai liền nằm lăn ra đường rồi giận dỗi như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của cô gái và những người xung quanh. Sau đó, cô gái đã vứt bó hoa xuống và bỏ đi. Rất nhiều ý kiến trái chiều trước hành động của chàng trai. Có ý kiến cho rằng, đàn ông khi yêu luôn là những chàng ngốc, có thể làm tất cả để người phụ nữ của mình được vui. Nhưng nhiều bạn nữ lại tỏ ra sợ với hành động đó của chàng thanh niên trên. Nhiều bạn chia sẻ, cũng may là cô gái chưa nhận lời. Nếu là tôi, thì tôi sẽ bỏ chạy ngay mà không dám quay đầu lại. Vậy ý kiến của bạn thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.